Xin chào quý cô chú anh chị, mình là quay lại với kênh Tấn Phúc Bán Nhà Bình Chánh. Quý cô chú anh chị mình có theo dõi kênh em thì quý cô chú anh chị mình cũng biết kênh em là chuyên cung cấp cho quý cô chú anh chị mình những sản phẩm phân khúc nhà ở thuộc địa phận Long An, Bình Chánh và Bình Tân. Và hôm nay sẽ là một căn nhà rẻ nhất trong phân khúc thị trường luôn. Vị trí căn nhà này nằm tại là trục đường Đinh Đức Thiện nối dài. Căn nhà này mình di chuyển ra những nơi tiện ích như là khu công nghiệp Cầu Tràm nè, chợ Cầu Tràm, chợ Trung Thành thì tầm 1 cây tới 1 cây rưỡi thôi. Và đây sẽ là tổng quan căn nhà mà em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình. Thiết kế cho mình là một cái màu sơn là màu xanh lá cây, rất là đẹp luôn. Thiết kế cho mình là một trệt, một lầu, có tới 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Và đường của căn nhà này sẽ là đường nhựa đến 6m, xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ vô được tới nhà mình luôn. Đây sẽ là sân của căn nhà của mình. Thì sân này là xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ vô được tới nhà mình. Trước khi mình vô nhà, mình sẽ đi qua tới là hai lớp cửa. Lớp cửa đầu tiên sẽ là lớp cửa sắt hợp sơn tĩnh điện. Rất là chắc chắn luôn. Và đây sẽ là khoảng sân của gia đình của mình. Cũng có lắp cho mình là những hệ thống camera. Và ở đây thì cũng có cho mình là hệ thống là máy che đầy đủ hết luôn cho gia đình của mình. Và đây sẽ là khoảng không gian phòng khách của gia đình của mình. Thiết kế cho mình rất là đầy đủ những nội thất cơ bản. Ở đây là lắp cho mình bức tranh là sơn thủy hữu tình rất là đẹp luôn. Và ở đây thì cũng thiết kế cho mình là một chiếc tủ ở đây. Mình về mình có những đồ vật không sử dụng mình bỏ ở đây cũng cực kỳ là hợp lý. Trần của căn nhà này là trần thạch cao dược hợp, có cho mình một hệ thống là đèn chùm chiếu sáng hết căn nhà của mình. Cầu thang thì bên em đặt ở giữa nhà cho mình, gồm là tay vịn cầu thang lắp đá hạ cương từ dưới lên trên. Nhà vệ sinh thì bên em đặt ở giữa nhà cho mình ở đây. Cũng thiết kế cho mình những nội thất cơ bản như là lavabo, bồn rửa mặt, vòi sen, bên em thiết kế hết luôn cho gia đình của mình. Đây sẽ là khoảng không gian phòng bếp của gia đình của mình. Phòng bếp này thì phù hợp cho chị em phụ nữ nấu ăn, lau chùi rất là nhanh gọn luôn. Lắp cho mình là kệ tủ bếp trên, kệ tủ bếp dưới. Lắp cho mình ở đây là ống nước ra và ống nước vào, thuận tiện cho việc sau này mình lắp với giặt vô và mình sử dụng thôi. Và đây sẽ là khoảng không gian đầu tiên trên tầng trệt của gia đình của mình, rất là rộng luôn. Phòng này có thể sử dụng cho ông bà lớn tuổi sống ở đây, không lên cầu thang được, sống ở đây rất là thoải mái luôn. Cũng đi hết cho mình những hệ thống là đèn điện âm tường hết. Trần đó là trần thạch cao dược hợp. Nãy giờ em cũng đã giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình đi tham quan hết một phòng căn nhà này. Một căn nhà thiết kế cho mình diện tích 4m rưỡi x 119. Vị trí căn nhà này nằm tại là trục đường Đinh Đức Thiện nối dài. Căn nhà này mình di chuyển ra những nơi tiện ích rất là gần luôn. Từ căn nhà mình di chuyển ra khu công nghiệp Cầu Tràm, chợ Trung Thành để tầm 1 cây tới 1 cây rưỡi đổ lại thôi. Và bây giờ em sẽ mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình lên trên tầng 1 của căn nhà này để xem trên tầng 1 về thiết kế nhà. Trước khi em lên tầng 1 thì cũng đã tới năm 2023 rồi. Quý cô chú anh chị mình có nhu cầu cần kiếm nhà hoặc ra nhà nhanh hoặc muốn ký gửi nhà thì có liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên dưới của em. Trên tầng 1 này sẽ thiết kế cho mình là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Đây sẽ là khoảng không gian nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh ở dưới rất là rộng luôn. Cũng thiết kế cho mình những nội thất cơ bản hết. Và đây sẽ là khoảng hành lang của gia đình của mình. Cũng trong thiết kế cho mình tầm là 1m rưỡi. Mình có bê bát đồ vật rất là an toàn luôn. Đây sẽ là phòng ngủ lớn nhất trong nhà của mình luôn. Thích hợp cho con em mình sống ở đây hoặc đôi vợ chồng mình sống ở đây 4 đến 6 người, rất là rộng luôn. Cũng đi hết cho mình những hệ thống là trần lá phong, lắp cho mình những hệ thống đèn điện, bên em vô hết cho mình âm tường luôn. Bây giờ sẽ là một căn phòng cuối cùng trong gia đình của mình. Căn phòng này sử dụng mình làm nơi thờ cúng cũng được, hoặc là mình sử dụng mình làm cho con em mình sống một mình, gia đình mình đông người, mình sử dụng căn phòng này làm phòng ngủ, ít người thì mình làm phòng thờ cũng rất là rộng luôn. Đây sẽ là khoảng không gian phòng ngủ cuối cùng của gia đình của mình. Cũng có cho mình là hệ thống ban công ở đây. Mình sẽ nhìn ra được, mình thấy mật độ dân cư ở đây rất là đông luôn. Và bây giờ em sẽ mời quý cô chú anh chị mình theo chân em xuống bên dưới. Em sẽ báo lại mức giá của căn nhà này, vị trí, pháp lý. Và nãy giờ quý cô chú anh chị mình cũng theo chân em mình tham quan hết một vòng căn nhà này. Một căn nhà thiết kế cho mình diện tích là 4m rưỡi x 119. Thiết kế cho mình là một trệt, một lầu, có tới 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh nè. Căn nhà này xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ vô được tới nhà mình luôn. Giá là rẻ nhất trong phân khúc thị trường. Giá căn nhà này chỉ có 1.950.000.000 thôi. Và quý cô chú anh chị mình có nhu cầu tìm kiếm nhà hoặc ký gửi nhà thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên dưới của em. Video của em tới đây cũng đã dài rồi. Nếu quý cô chú anh chị mình thấy video này hay cho em xin một lượt thích và một lượt đăng ký kênh để em có nhiều động lực em làm ra những video mới hơn và sáng tạo hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình tại những video sau.